Ở sân bay Thọ Xuân, số người đến đón Hoa hậu còn tăng lên gấp bội. Khi Hoa hậu xuất hiện, niềm vui như vỡ òa trên gương mặt của gia đình và người hâm mộ. Rời sân bay Thọ Xuân, Hoa hậu trở về quê ở xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc. Không khí nơi đây vui như ngày hội, bà con ai cũng rạng rỡ phấn khởi. Ủy ban nhân dân xã Cầu Lộc cũng tổ chức buổi lễ chúc mừng Hoa hậu.